Hà Thương xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên Knews 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đến với những thông tin về các sao Hàn nổi bật trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Xuất hiện trở lại sau scandal bắt cá nhiều tay, Chanyeol của EXO bị Knet tẩy chay kịch liệt. Netizen Hàn buông lời chế nhạo Ice One khi nhìn thấy thứ hạng nhạc số bài hát mới của nhóm, mỉa mai nhạc chỉ mỗi fan nghe. Lộ clip Blackpink thời Jennie hồn nhiên quẩy nhạc idol khiến fan thích thú. Tiết lộ câu chuyện casting thú vị của aespa vào SM, Center Karina từng suýt bỏ lỡ vì tưởng lừa đảo, Ninh Ninh đợi SM book vé máy bay mới chịu tin. Netizen Hàn yêu cầu loại bỏ ngay một chi tiết tại các lễ trao giải âm nhạc, chỉ như vậy idol mới có thể hết bị phân biệt đối xử. Và sau đây là nội dung chi tiết. Xuất hiện trở lại sau scandal bắt cá nhiều tay, Chanyeol của EXO bị Knet tẩy chay kịch liệt. Mới đây, chương trình Law of the Jungle của đài SBS đã tiết lộ khách mời cho chuyến thám hiểm tiếp theo. Law of the Jungle vốn được thực hiện ở rất nhiều nước trên thế giới, thế nhưng vì dịch bệnh COVID-19, chương trình chỉ có thể ghi hình tại Hàn Quốc và số này sẽ được thực hiện khám phá tại Ulleung-do và Dokdo. Dàn khách mời sẽ tham dự Law of the Jungle lần này bao gồm nhiều diễn viên thần tượng nổi tiếng, chẳng hạn như nữ diễn viên Go Jung-hee, rapper Gary, Arin của Oh My Girl, v.v. Tuy nhiên, gương mặt được chú ý nhiều nhất trong số này chắc chắn phải kể đến Chanyeol của EXO, khi đây là lần đầu tiên mà anh trở lại với hoạt động trên truyền hình kể từ sau scandal ngoại tình. Kể từ đó đến nay, Chanyeol tiếp tục im hơi lặng tiếng. Và khi mà nhiều người bắt đầu suy đoán rằng nam thần tượng có thể đang chuẩn bị nhập ngũ như một cách tránh bão, thì sự xuất hiện trở lại của anh chàng trong các hoạt động nghệ thuật đã khiến cư dân mạng thật sự giận dữ. Ngay sau khi danh sách khách mời của mùa mới là Law of the Jungle được công bố, bảng tin trực tuyến của chương trình tràn ngập những ý kiến phản đối gay gắt từ cộng đồng người xem. Khán giả Hàn Quốc đồng loạt lên tiếng yêu cầu SBS loại bỏ Chanyeol ra khỏi chương trình. Nhiều người thậm chí còn lên án nam thần tượng quyết liệt khi vẫn tiếp tục hoạt động mà vẫn chưa đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho vụ bê bối của chính mình. Trước những ý kiến tiêu cực từ khán giả Hàn Quốc cho đến nay, phía đài SBS và ekip sản xuất Law of the Jungle hiện vẫn chưa đưa ra câu trả lời liên quan đến sự xuất hiện của Chanyeol trong mùa mới. Netizen Hàn buông lời chế nhạo Ice One khi nhìn thấy thứ hạng nhạc số bài hát mới của nhóm, mỉa mai nhạc chỉ mỗi fan nghe. Mini album mới nhất của Ice One và bài chủ đề Panorama rất có thể là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của Ice One trước khi hợp đồng hết hạn. Vì vậy mà người hâm mộ kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt trong lần comeback này. Thế nhưng thành tích của Ice One không khả quan như mong đợi, thể hiện qua thứ hạng nhạc số của ca khúc Panorama trong ngày đầu lên sóng. Bảng xếp hạng Daily của Melon được tính từ 12 giờ đêm hôm trước cho tới 12 giờ trưa ngày hôm sau. Ca khúc Panorama ra mắt vào lúc 18 giờ theo giờ Hàn Quốc ngày 7 tháng 12. Thế nhưng tính trong ngày đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng Daily, bài hát mới của Ice One đạt thứ hạng 61. So sánh với thành tích nhạc số khả quan của Ice One trong những lần comeback trước, thì thứ hạng của ca khúc Panorama đúng là xem bị thấp hơn. Tính đến 14:30 ngày 9 tháng 12, Panorama tụt xuống vị trí thứ 73 ở Melon 24 hit. Tại bảng xếp hạng hàng ngày chỉ đạt vị trí thứ 75. Ice One từng được xem là đối thủ cạnh tranh ngôi vị nhóm nữ hàng đầu vì doanh số album khủng, thành tích nhạc số ổn định. Thế nhưng thứ hạng trong lần comeback này đã khiến 12 cô gái bị cư dân mạng Hàn Quốc mỉa mai hết lời. Người thì tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ca khúc mới khá hay nhưng không được công chúng đón nhận. Người thì mỉa mai và cho rằng nhạc của Ice One chỉ có fan nghe mà thôi. Lộ clip Blackpink thời Jennie hồn nhiên quẩy nhạc của idol khiến fan thích thú. Không có nhiều tư liệu về Blackpink khi chưa debut, do đó những thước phim hiếm hoi của nhóm luôn gây tò mò cho người hâm mộ. Mới đây, khoảnh khắc Jennie và Jisoo say sưa quẩy theo các ca khúc của Miss A, Red Velvet và EXO khi còn là Jennie bất ngờ được lan truyền rộng rãi khiến cư dân mạng thích thú trước nét hồn nhiên và đáng yêu của hai cô nàng này. Là gà nhà YG, nhưng trong video, Jennie và Jisoo lại toàn bật nhạc của SM và JYP. Họ say sưa nhép theo các bản hit Only You của Miss A, Ice Cream Cake của Red Velvet và Call Me Baby của EXO. Jennie là người quẩy nhiệt tình nhất. Cô nàng không những hăng say hát theo mà còn tạo dáng trước máy quay, trong khi Jisoo chỉ phụ họa bên cạnh cô em. Dựa vào mốc phát hành của các bài hát, có thể đoán rằng video này được quay vào năm 2015, một năm trước khi Blackpink chính thức debut. Người hâm mộ không khỏi phấn khích trước biểu cảm hồn nhiên và tinh nghịch của hai nữ idol.
tiết lộ chuyện casting thú vị của aespa vào SM. Center Carina từng suýt bỏ lỡ vì tưởng lừa đảo. Ninh Ninh đợi SM book vé máy bay mới chịu tin. Với các idol nhà SM, câu chuyện casting vào công ty luôn chứa đựng rất nhiều chi tiết đặc biệt. Tân binh aespa cũng không phải là một ngoại lệ. Vốn là một công ty lớn bậc nhất của K-pop, việc nhận được tin nhắn chiêu mộ từ phía SM quả là khó tin đối với đa số mọi người, và Carina cũng vậy. Ngày trước, Carina rất chăm hoạt động trên mạng xã hội. Một ngày đẹp trời, bỗng nhiên cô nàng nhận được tin nhắn mời casting trong hòm tin nhắn. Carina lập tức bật chức năng phòng vệ, cho rằng phía gửi tin nhắn là lừa đảo. Sau đó, staff của SM phải gửi hình danh thiếp để có thể thuyết phục Carina đến casting. Trong số 4 thành viên, chắc hẳn Giselle là người khá đa tài. Nữ rapper người Nhật đã vượt qua buổi audition thứ 7 huyền thoại do chính chủ tịch Lee Suman casting. Chính vì vậy, đây được xem là buổi casting có tỷ lệ rớt cao nhất. Số lượng idol được lọt vào công ty thông qua vòng audition thứ 7 hàng tuần này chỉ mới có thể đếm trên đầu ngón tay. Trường hợp casting của Winter cũng hài hước không kém những tiền bối đi trước. Câu chuyện xảy ra vào một ngày khi Winter tham gia một dance festival và bất ngờ lọt vào mắt xanh của staff SM. Người đó đề nghị Winter đến casting tại SM. Tất nhiên, suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Winter sẽ là lừa đảo à. Cô nàng còn thể hiện sự bàng hoàng của mình bằng câu hỏi ngược lại. Em mà cũng trở thành người nổi tiếng được ư? Ninh Ninh, em út của aespa là người được tuyển chọn nhờ giọng hát đặc biệt ấn tượng. Cô nàng tham gia nhiều cuộc thi hát ở Trung Quốc. Staff SM đã xem được video hát của Ninh Ninh trên mạng xã hội và mời cô nàng đến thử giọng. Tất nhiên lại là một câu chuyện khó tin. Cho đến khi SM mua hẳn vé máy bay sang Hàn cho Ninh Ninh thì cô nàng mới chịu tin. Được lọt vào mắt xanh của quý công ty SM là điều như trong mơ của nhiều người. 4 thành viên aespa chính là những nhân tố vô cùng xuất sắc được chiêu mộ. Netizen Hàn yêu cầu loại bỏ ngay một chi tiết tại các lễ trao giải âm nhạc. Chỉ như vậy idol K-pop mới có thể hết bị phân biệt đối xử. Một trong những chủ đề đang gây tranh cãi nhất hiện nay chính là việc MAMA 2020 có sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa các diễn viên và các idol K-pop. Trong khi các diễn viên tham dự lễ trao giải được cung cấp phòng chờ ấm áp với đầy đủ tiện nghi và cả đồ ăn tráng miệng, hàng loạt idol K-pop phải đứng ngoài bãi xe để chờ đợi dưới cái lạnh của mùa đông Hàn Quốc, thậm chí phải trang điểm tại chỗ bằng ánh sáng đèn pin điện thoại, phải mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi và phải dùng cả nhà vệ sinh công cộng ở bên ngoài. Từ đây, một bài viết liên quan đã lọt vào top chủ đề hot trên diễn đàn The Cool. Bài viết có tiêu đề "Điều tôi muốn thấy tại lễ trao giải âm nhạc cuối năm" và nhiều K-net đã cho biết đây là điều mà các lễ trao giải cần phải thay đổi để tránh những khúc mắc không đáng có như vừa qua. Trong bài viết đăng tải 3 video từ các lễ trao giải như MAMA, MMA và tất cả đều có một điểm chung, ca sĩ là người trao giải cho ca sĩ, không phải các diễn viên. K-net cho biết vì đây là lễ trao giải âm nhạc nên người trao giải nên là những ca sĩ, những người có hoạt động liên quan đến âm nhạc. Các diễn viên hoàn toàn không liên quan đến sự kiện âm nhạc và đôi khi mục đích họ đến tham dự chỉ là để ngầm quảng bá tên tuổi và bộ phim mình đóng vào thời điểm đó. Nhiều người nhấn mạnh rằng việc để các nghệ sĩ âm nhạc tiền bối trao giải cho hậu bối không chỉ giúp tránh được tình trạng phân biệt đối xử diễn viên với idol mà còn thể hiện ý nghĩa sâu sắc khi thành tích của thế hệ trước được vinh danh và nối tiếp bởi thế hệ sau. Người nhận giải sẽ cảm thấy tự hào và xúc động hơn khi những ca sĩ tiền bối trao giải thay vì từ một diễn viên vốn không liên quan đến nghề nghiệp của họ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi tin tức tổng hợp cuối ngày của Knews 24 giờ. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày cùng với Knews 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.